Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã đạt tới mức giá 69.000 đô la vào ngày 10 tháng 11, đánh dấu mức tăng trưởng 145% trong năm 2021. Tuy nhiên, Bitcoin đã giảm tới 30% và được giao dịch ở mức giá hơn 48.000 đô la ở thời điểm hiện tại. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc năm 2021. Nhiều nhà phân tích đã đưa ra dự đoán về giá của Bitcoin khi năm nay khép lại, đồng thời nhận định về diễn biến tiếp theo, trong đó có nhà phân tích nổi tiếng Plan B. Plan B cho rằng cột mốc 69.000 đô la không phải là đỉnh của chu kỳ halving lần này. Nếu 69.000 đô là đỉnh và so sánh với những gì từng xảy ra trong quá khứ, mức giảm 80% của thị trường gấu sẽ đưa mức đáy của Bitcoin xuống 14.000 đô la. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn mức đỉnh của năm 2017 và dưới đường MA200 của nến tuần là 18.000 đô la. Đây là điều chưa từng xảy ra với Bitcoin trong quá khứ, và Plan B tin rằng lần này cũng vậy. Mức giá 69.000 đô sẽ không phải là đỉnh của chu kỳ sau halving lần này. Bitcoin đã xuất hiện những tín hiệu tiêu cực trong những ngày qua. Bên cạnh đà giảm giá, khối lượng giao dịch của Bitcoin trên các sàn giao dịch tập trung cũng tiếp tục giảm. Cùng với đó là Ethereum và các đồng tiền điện tử khác và thị trường chứng khoán Mỹ cũng chìm trong sắc đỏ. Một phần lý do đến từ việc chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ đã liên tục tăng. Theo nhận định của nhà phân tích thị trường cấp cao tại Wanda, Edward Moya cho biết, xu hướng tăng dài hạn vẫn còn đối với Bitcoin, nhưng trong ngắn hạn, giá có thể sẽ tiếp tục giảm. Tâm lý lo ngại về biến thể Covid-19 mới, cộng thêm việc tập đoàn Evergrande của Trung Quốc vỡ nợ, sẽ khiến giá của Bitcoin khó tăng trở lại trong ngắn hạn. Tiếp theo là số lượng hợp đồng tương lai của Bitcoin đã có xu hướng giảm kể từ đầu tháng này. Trong nửa đầu tháng 11, Open Interest thường xoay quanh 25 tỷ đô la, nhưng hiện tại con số này đang xoay quanh mốc 15 tỷ đô la. Giá trị OI giảm, có nghĩa là các vị thế mở đã dần được đóng lại bởi các nhà giao dịch. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượng tiền mới chảy vào thị trường lúc này đang có sự sụt giảm. Tiếp theo là số lượng thanh lý hợp đồng long đã vượt qua số lượng thanh lý hợp đồng short với một con số đáng kể. Điều này cũng cho thấy thị trường đã bắt đầu ủng hộ các nhà đầu cơ vào giá xuống của Bitcoin. Tuy nhiên, một thông tin tích cực cũng ủng hộ sự tăng giá của Bitcoin trong thời gian tới. Tổng số Bitcoin trên các sàn giao dịch đã chạm mức thấp nhất trong 3 năm. Điều đó cho thấy nhu cầu thu mua và tích trữ Bitcoin ngày càng gia tăng. Tổng số Bitcoin trên các sàn giao dịch đã chạm mức thấp nhất trong 3 năm qua, với hơn 2,6 triệu Bitcoin trên tất cả các sàn giao dịch. Ngược lại, số lượng Bitcoin dự trữ trên các sàn giao dịch đã đạt đỉnh vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 với hơn 3 triệu Bitcoin. Khi nhìn vào khối lượng chuyển khoản dòng hàng ngày trên các sàn giao dịch, có thể thấy đợt bán tháo gần đây và sự thanh lý trên thị trường phái sinh có nhiều sự khác biệt so với thời điểm thị trường lao dốc vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Trong đợt bán tháo tháng 5, trung bình 5.149 Bitcoin được gửi mỗi ngày lên các sàn giao dịch. Trong khi ở đợt bán tháo lần này, chỉ có khoảng trung bình 1.178 Bitcoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch mỗi ngày. Điều này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư không hề hoảng loạn như hồi tháng 5 vừa qua. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.